Ở vùng đất Đông Nam Bộ, đâu là chìa khóa giúp nhà vườn trồng sầu riêng nơi đây đạt năng suất và chất lượng cao? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 19 tháng 3 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ.